Xin chào tất cả mọi người nhé. Em là Theo, nhân viên của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một cái cặp dao mà không thể thiếu ở trong mọi gia đình nhé các anh chị nhé. Đó thì sẽ gồm có một dao chặt gà này và một dao thái lọc đa lăng. Đó thì mình có thể sử dụng hai cái mẫu dao này. Đối với em thì em cảm thấy là có hai cái mẫu dao này thì nó cũng khá là đầy đủ các chức năng ở trong gia đình rồi. Đó thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các anh chị mình. Đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho các anh chị mình nhé. Đó. Thì đây nó là cái mẫu chặt gà này các anh chị này. Cây này nó là chặt gà. Mã của nó là N09TMDD. Đấy, một cái mã rất là mới của bên em. Cái kiểu dáng này thì dao nó được thiết kế kiểu mới cho các anh chị nhé. Nó không phải là cái bản vuông truyền thống, mà nó sẽ thiết kế kiểu mới, đầu nó hơi vát lên một chút. Và cái phần dưới của cái lưỡi dao này nó cũng sẽ vát ra một chút này. Đấy, cái mẫu này thì nó là cái mẫu có chống dính một mặt nhé các anh chị nhé. Có chống dính một mặt thì nó sẽ giúp cho cái dao của mình nó đẹp hơn này. Và khi mà các anh chị mình sử dụng ấy thì nó sẽ không bị bám dính trên bề mặt của dao đâu. Đó, còn đây là một mặt và trơn của nó nhé các anh chị nhé. Đây, các anh chị có thể thấy nó vẫn còn cái vết búa đập ở trên dao này. Đấy, búa đập ở trên lưỡi dao. Thì dao bên em thì được đập rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga nguyên khối nhé các anh chị nhé. Đó, nên là nó sẽ đảm bảo được cái độ bền bén này và cái độ giữ sắc lâu cho mình. Đấy, còn như cái cây này thì cái cán dao của nó là cán mun nhé các anh chị nhé. Cán mun và khâu dao thì nó khâu đồng đỏ. Đây các anh chị có thể thấy này, nó nên cái cây này thì cái cán mun thì nó sẽ không nên vân như là cái cán cầm chỉ. Nhưng mà nhìn cái màu của nó khá là đẹp và nhìn nó rất là sang trọng nhé các anh chị nhé. Còn như cá nhân em thì em cũng thích cái cây cán mun hơn. Cán mun thì nó nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó khá là đẹp. Thì cái cây này thì cái chiều dài lưỡi của nó nhá sẽ khoảng 22 cm, còn độ rộng của lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng 9 cm, độ dày của súng dao thì nó khoảng 3,5 mm nhé các anh chị nhá. Đó, cây này thì nó sẽ nặng khoảng 550 g, thì mình dùng mình có thể chặt được gà vịt này, chặt được sườn nhỏ này, hoặc tiện tay thì mình có thể thái được rồi. Nhưng mà nếu mà để nói mà thái mà sắc ngọt này, nó được bay thì miếng thịt ý, thì nó sẽ thì mình nên cần sử dụng cái loại dao thái chuyên thái thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái cây này thì chức năng chính của nó là dao chuyên để chặt gà vịt và sườn nhỏ nhé các anh chị nhé. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu tiếp với các anh chị về cái mẫu dao thái. Đây nó là một cái mẫu dao thái lọc đa lăng này. Đấy, nó cũng là một cái bản chống dính một mặt nhé các anh chị nhé. Nếu như mà các anh chị mà mình hay theo dõi các sản phẩm của bên em ấy thì bên em cũng đã làm cái clip để test cái cây dao này rồi. Đó, cây dao G17TMDD. Nó rất là sắc bén luôn. Hôm đấy thì em có test thái thịt bò này, thái thịt lợn này và em có dùng để gọt hoa quả. Đấy, nó rất là sắc. Cây này thì cái chiều dài lưỡi của nó sẽ khoảng 22 cm. Độ rộng của lưỡi dao, cái phần rộng nhất này này các anh chị này, thì nó sẽ vào khoảng 4,5 đến 5 cm nhé các anh chị nhé. Còn độ rộng của lưỡi dao thì nó sẽ dày khoảng 1,5 ly. Đấy, nó khá là mỏng, thì mình thái miếng thịt thì nó sẽ khá là bay, nó rất là sắc. Đấy, cây này thì cán của nó cũng là cán mun này, và khâu dao thì nó cũng bằng đồng đỏ nhé các anh chị nhé. Đấy, các anh chị có thể thấy cái dòng dao chống dính thì mình nhìn hình thức của nó thì nó sẽ đẹp hơn là cái dòng bản trơn. Đấy, còn em thấy thì trong gia đình thì mình sử dụng cái cây này thì nó cũng khá là đầy đủ chức năng rồi. Cái này nó là cái cây dao đa năng. Đa năng thì mình có thể dùng để mình thái được này, vừa thái được vừa lọc được. Cái này mình lọc thịt cá này hoặc thịt gà đó, thì mình lọc nó cũng rất là tốt nhé các anh chị nhá. Chỉ có mỗi cái là cái đầu của nó hơi nhọn một chút, thì mình sử dụng thì mình nên cẩn thận một chút là được ạ. Còn nếu mà để nói mà mua một cái cây dao thái với cả một cái cây này thì em vẫn hay tư vấn cho các anh chị là mình lấy cái cây này thì nó sẽ đa năng hơn. Nó là một cái mẫu dao đa năng, mình vừa thái được vừa lọc được. Còn nếu mà một cái mẫu dao thái thì nó chỉ chuyên thái thôi đó. Thì vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu với các anh chị về cái cặp dao này rồi nhá. Một cái cặp dao chống dính cán mun, cái hình thức dáng của nó khá là mới. Thì nếu như mà các anh chị mình yêu thích cái mẫu cái cặp dao này thì mình có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0987 240 733, hoặc là mình có thể để lại số điện thoại ở bên dưới nhá, thì bên em sẽ liên hệ lại cho bên mình ạ. Ngoài ra thì các anh chị có thể liên hệ với bên em. Ngoài ra thì các anh chị có thể tham khảo thêm các cái dòng sản phẩm khác của bên em qua website là daophucsen.vn hoặc htxdaophucsen.com nhé. Bây giờ thì em xin phép kết thúc cái video này ở đây. Chúc các anh chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Xin chào.